Chủ tịch nước đã ký quyết định thu hồi huân chương độc lập hạng nhì của ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Trước đó vào ngày 9 tháng 10 năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Quang vì đã có những vi phạm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016. Trực tiếp ký bổ nhiệm trên 30 trường hợp không đúng nguyên tắc, trong đó có trường hợp ông Vũ Minh Hoàng và ông Nguyễn Tiến Khoa mà dư luận và báo chí đã nhiều lần nêu. Buông lỏng quản lý và thiếu trách nhiệm gây thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước.